Xin chào mọi người, Toàn An Đồng lại làm thêm một video nữa nói về cái phần khóa thông minh, nhưng mà mình sẽ nói về riêng cái máy VVDI này có chức năng là làm remote của ô tô lắp sang chung cho xe máy. Ở đây mình có remote của ô tô đấy, thì cái này ấy, có thể làm cho xe Yamaha, xe Honda hoặc là xe Suzuki được đấy, cứ miễn làm sao mà có cái phôi này mình sẽ làm cho xe máy. Nếu mà chúng ta bình thường thay cho khách hàng thì chúng ta thường là xe nào đi xe đấy, ví dụ như là chìa hai lút thì lắp chung cho những xe chìa hai lút này, chứ không thể lắp sang cái chìa Yamaha được, đúng không? Và chìa Yamaha thì chúng ta chỉ kết nối với xe của Yamaha, không thể lắp cho Honda được đó. Thế nhưng mà mình sẽ sử dụng cái chìa ô tô này để lắp kết nối với tất cả các xe Honda, Suzuki rồi Yamaha nhé. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái phần mềm X-House mình đã tải sẵn về rồi. Đây, đây là một cái phần mềm X-House. Đó. Mình sẽ kích vào đây. Rồi, chờ cho quảng cáo nó chạy. Rồi, đây là nhà máy bắt update thì chúng ta cancel bỏ qua. Mình cầm máy VVDI Mini Keytool, giữ phím bật nguồn, máy khởi động mã số là 775. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối với máy. Chúng ta sẽ kết nối với máy nhá. Đầu tiên mình sẽ chọn cái phôi chìa đặt vào cái vùng anten của máy. Sau đó, mình sẽ ấn vào cái hình biểu tượng có cái hình ô tô. Đây, hình ô tô đây, kích vào đây. Và chúng ta sẽ tìm cái hãng Honda. Mình chuẩn bị kết nối với xe SH thì mình sẽ chọn Honda. Đây có chữ Honda đây. Kích vào đây. Nó sẽ ra một loạt biểu tượng chìa khóa thì mình làm cho SH. Cụ thể xe mô hình của mình là SH 2017 thì mình sẽ kích vào đây. Có chữ SH 2017 cộng đây, tức là từ 27 trở lên. Mình kích vào. Đó. Bây giờ mình sẽ ấn cái chữ là tạo chip vào đây thì lập tức máy sẽ kết nối. Rồi, mọi người nghe tiếng kêu tít tít ở máy, như vậy là máy đã kết nối thành công với cái điện thoại của mình. Và bây giờ cái ứng dụng đang điều khiển cái phần cứng sẽ lạp một file vào trong cái phôi chìa khóa này, và kể từ đấy trở đi cái phôi chìa khóa này sẽ trở thành chìa khóa K77 của SH đời 2017 trở lên, và nó sẽ dùng chung với SH1, SH to và P6 đời mới. Đấy, nếu mà chúng ta gặp xe AB thì chúng ta lại lạp cái file xe AB vào đây nhé, thì sẽ dùng xe AB thôi. Và cái chìa này chúng ta có thể tái sử dụng đi tái sử dụng lại được bình thường. Mình đang thấy là chạy 92%. Rồi, nó chạy lần thứ hai, hoàn thiện lần thứ hai. Khi nào lên chữ hoàn thành là chúng ta đã tạo phôi xong. Khi tạo phôi xong rồi, tạo mã xong rồi thì tần số của nó sẽ trùng với nhau. SU nào sẽ đi với tần số của remote đó, và chúng ta tiến hành nhập vào xe như chìa bình thường nhé. Chúng ta làm thao tác nhập chìa mới vào xe là xong. Thay vì phải chuẩn bị chìa Yamaha cho Yamaha này, chìa AB này, rồi là chìa SH, thì chúng ta chỉ cần chuẩn bị một cái phôi chìa này thôi, chìa của ô tô nhé, là chúng ta sẽ làm được hết luôn. Chúng ta lạp file nào thì sẽ dùng cho cái hãng đó. Được 95% rồi, 100% rồi. Để cho hệ thống hoàn thiện 100%, chúng ta sẽ kích vào. Lưu ý là mình có cung cấp hệ thống khóa thông minh, núm khóa, remote, ECU các loại. Rồi, đã hoàn thành. Mọi người thấy đã hoàn thành. Mình ấn chữ complete. Rồi, như vậy là mình đã tạo phôi, tạo chip xong. Đó. Và cái chìa này trở thành chìa SHK77 nhé. Nó sẽ có cái chỗ để chúng ta cắm chìa cơ khí vào. Đây.
Cái này là phôi của ô tô mà chúng ta gọi là đánh cái chìa khóa cửa hoặc chìa khóa xe máy vào đây, chìa khóa xe máy, xe Waymo, xe Sirius chẳng hạn. Đó. Và khi nào cần thì bật ra. Đó, như vậy là vừa là chìa khóa điện tử, vừa là chìa cơ khí ở đây, có thể đánh chìa khóa nhà chúng ta cho vào đây. Còn đây là có chìa mẫu thứ hai thì mình đã làm sẵn cái pha phôi và đã nhập sẵn vào xe rồi, tí nữa mình sẽ sử dụng cho mọi người xem. Bấm vào nút này thì chúng ta sẽ lấy được ra cái này. Đó. Chỗ này để cắm chìa khóa cơ khí, có thể cắm chìa khóa nhà vào đây cũng được nhé. Rất chìa tiện lợi và nhìn rất xịn sò, rất đẹp luôn. Đó. Cái chìa này đã đồng bộ sẵn rồi, đã lạp file sẵn rồi. Đó, bây giờ mình sẽ thử với con xe SH này. Đây. Đây cái nút này là nút đặt chống trộm này. Kêu 2 tiếng chậm thì là chống trộm. Đấy, động vào nó sẽ hú. Đầy đủ chức năng nhé. Ấn lần nữa là tắt rồi. Ở đây là bấm vào cái hình khóa này là chớp nhanh là đang on. Đang on này chúng ta kích vào đây. Đó, bật khóa lên bình thường. Rồi. Chúng ta giữ chặt vào đây. Đèn chuyển sang chớp chậm thì là off, off thì chúng ta sẽ không sử dụng được. Đó. Lại chuyển sang on chớp nhanh. Đó. Off, chớp chậm. Rồi. Thế còn hai nút, nút hình mở cốp và nút hình loa này thì là tìm xe chế độ im lặng. Đó, tìm xe chế độ im lặng. Rất xịn sò đẳng cấp luôn nhá. Đó, anh em thứ nhất là sở hữu công nghệ mua máy về để làm chìa, và hai nữa là mua phôi chìa về để nhập cho khách hàng. Và tiện lợi ở chỗ là chúng ta chỉ cần một cái phôi này thôi, chúng ta gặp khách nào thì chúng ta lạp file đó, nhập khách nào lạp file đó thôi, không cần phải sơ cua quá nhiều chìa. Còn đâu anh em nào mà gần khu vực của mình An Đồng, An Dương, Hải Phòng ấy thì chạy qua mình cung cấp cả ECU này, ECU các loại remote, khóa cơ khí, và anh em nào mà nhà không có điều kiện đầu tư thì cứ chạy qua mình sẽ làm hết, mọi người đồng bộ hết và chỉ việc lắp thôi nhá. Rồi, xin chào mọi người, video mình làm đến đây là hết rồi. Mọi liên hệ qua số điện thoại là 0904 566 844. Mình là Toàn An Đồng, Hải Phòng.